anh em mình sẽ vô cái cổng, đây là kinh thành Huế đó. Rồi đây là cổng, rồi là cổng Thiết Quan. Nên thì vô cổng Quan để được xong lại là vô cửa hội nữa. Hello, chào anh em nha. Chào bạn nha. Buổi chiều mà anh em mình bơi tung tăng sông Hương, dọc sông Hương nha. Anh em mình đi thả lưới. Có những gì thì anh em mình sẽ quay thì với bạn xem. Anh em mình đi theo mấy tay lưới lắm nha. Anh sẽ đi dọc sông Hương này. Dọc cái bờ sông nhỏ lắm nha. Kinh tay đang chèo lắm nha. Anh em mình chèo, chèo bằng tay lắm nha. Đây là chèo, đây là chèo bằng gạo. Kêu cô nhậm cô lại đo đấy, hạng của anh lại đo đấy, hỡi cô lại đo sao đàn ông quên. Anh em mình sẽ đi tại chỗ anh em mình bù lưỡi lắm nhá. Anh em mình cố một cái đường ở đây à, sắp tới đâu mà anh em mình đi vô cửa lắm nhá, cửa kinh thành Huế lắm nhá. Đi đường sông rồi bò vào đây là cổng Thiết Quan. Đây là xem. Bờ bên này. Ở trên là đường tàu á, đường tàu lửa. Đường mặt bờ tường này là bờ tường kinh thành Huế đó nha. Ủa nó mặt à? Thế. Bức tường này là bức tường của kinh thành đó nha. Kinh thành Huế. Anh em mình sẽ vô được ngay cổng Thiết Quan. Anh em bù cá. Tuổi lắm này. Ủa sáng rồi đấy. Ô chim này, chim to lắm này. Bịp 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 bịp. Bịp to lắm ơi. Ổ chúng đi đây. Ừ, trong cái ổ đấy. Ở đây bịp nhiều lắm đấy. Anh em mình sẽ vô cái cổng, đây là kinh thành Huế đó. Rồi đây là cổng, rồi là cổng Thiết Quan. Nên thì vô cái cổng Quan để xin được xoài là vô cửa hộ đó. Tóc đỡ treo xuống tay. Rất là bị đài. Đang quay cần cận nha. Bỏ ra. Nên mình vô cửa nha. Trong kinh thành ngày xưa đấy. Với chữ tàu nữa. Chữ hãng. Đây, nên mình vô rồi. Anh em mình sẽ bù lưỡi ở đây nhé. Đây là một quán này. Cái màu này mày. Ui nhiều cổ cái kim này. Nhiều này. Trắng cả con đấy nhá, nhiều sợ chứ. Đấy. Nếu mình thả lưỡi xuống này, đây đó, thả lưỡi đâu nhé. Anh em mình thả cá rô phi luôn nhé. Cứ mà nó chuột. Thì đã đảm tiền làm cưới đó, nhà hơi ồn nên không cầm.
chuột. Chuột kèo một tay thôi. Đó. Đó là cổng câu xưa nó. Rồi mình đèo nó. Đó thả lưỡi rơi xuống này. Mà ghim tới lưỡi thứ hai nhé. Nè mù bù tới lưỡi thứ hai. Bây giờ mình chụp ảnh của mình đó. Cậu đâu đi? Ừ, người ta đi câu cá lắm này. Ôi, câu cá chưa kéo thế. Có. Mời đâu ra? Người ta câu cá đâu lắm. Ờ, cái lửa than em thả xuống mà. Tặng nữa đấy nha. Đẹp không? Thế ra. Bây giờ vui luôn. Chuông có thể phơi hết đúng không? Đó, xong tới lưỡi nha. Cầm xuống em, anh em bơi thả thêm. Anh em nó bốn tới lưỡi nữa mà. À, thả xong em sẽ đi thông. Thả xong kéo liền đúng không? Cá này, cá còn tông à? Hai cá, cá bị màu. Bị màu bao nhiêu rồi? Bị màu lông tông. Đang, đang. Bây giờ nó sẽ đập nửa nè, đập nửa phả nửa cho cả như bay nè. Có bố lưỡi nè, đây, trên phả nửa nè. Nên mình xả phả nửa, cho cả như bay. Sau một thời gian nên đập nửa nè, cho cả như bay nha. Mình sẽ thăm lưỡi luôn nha, thăm liền luôn nè. Ừ, cho nóng vậy. Ừ, cần phải để có đếm liền luôn. À, cho cá nó tươi. Ừ. Con đầu tiên anh em nha. Đây, hai con hù đây này, một đàn đó này. Hai con, ba con này nè. À, một con đầu tiên anh em nha. Hai con bắt hù trúng đây nè, đó bốn con. Ừ. Khi mắc là mắc hết đúng không? Khi cỏ là cỏ luôn. Ừ. Thì có một hai con hến thì nhiều các bạn. Không mạnh con à. Thế mình kẻ mâu rồi để lâu lâu là nhiều hơn luôn nè. Không để lâu là lăn quay lưới. Đó. Nghe một cổng này, lấy cổng này ra này, nghe một cổng. Đó là mà. Ôi, một đàn luôn đấy. Trúng đàn luôn đấy. Cả vừa vừa thôi. Chờ... ba bằng tay một đàn nữa rồi. Cả đàn gỡ máy chưa. Gỡ liên tục lắm nha. Bên giờ làm cười hạt ô của mình. Mình nói không rồi bằng thông cảm mình nha. Trặng lửa liên tục thế này, kẻ liên tục luôn này. Này, quá tuyệt vời nè, thấy không? À, nằm gần nhau này, khoảng một găng tay là còn có lắm này. À, quá đã. Mà tôi nó phi lắm nha, đi lửa nó phi. Liên tục này, đó bao con liên tục. Một cái tay là còn con. Ừ, còn một cái tay là còn con. Sáu đại ảo, lần nữa vừa đại ảo. Mà còn đồ ăn không có, mà khi có liên tục nữa nè. Đó, liên tục nữa. Xoay cái đít ra. Đó, gỡ liên tục nữa.
đó cả này liên tục thế này không đó. Cả đấy nha còn hai trăm con anh em còn tay bên kia nào anh em thấy bụng tay mà thả mày hai tay cả đấy các bạn đó cả này này à. Con đâu này đó hiểu không mà giờ lên một bụng á. Xa xa mình thấy anh em nha. Đó. Sắp phải tới lưỡi đầu tiên rồi đúng không? Cái này là cái thùng trắng có được bao nhiêu con kia? Không à, nhiều lắm nha. Ồ, hai mấy ba chục con lắm rồi. Nhiều lắm, đó nhẹ đó. Đếm nga các bạn. Ừ, nhiều. Đó, nằm một con một tay lắm nha, mình thả bên kia. À, nên mình sẽ qua thăm tay đó luôn. Đó, con này, con cả này. Ừ. Con đi câu chơi giải trí đấy. Nếu mình di chuyển về đúng không? Được hơn 20 con. Mày 30 con. Nhiều lắm đó. Đó, tăng từ đâu nọ tới đây luôn nè. Nhiều lắm đó. Luôn một đống. Đây, đây là cộng được qua thôi. Mạc ấy, phố cộng mạc ấy. À, anh em mình vừa đi bắt buộc cá bên nào được ba cá đúng không? Dạ. Bán ba cá rốt phiên mà. Bây giờ anh em mình tầm sống giá trị nào? Không kịp anh em mình ra rồi thì rút tại đây thôi này. Chào các bạn nha. Coi nhờ tổng nghe nè. Tổng tao à. Cà rốt anh nghe. Anh tổng.